Hello, xin chào tất cả các bạn. Và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Và các bạn vào có hai phần nạp mua một được cộng 20% này. Và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhá, hoàn toàn trắng thông tin nhá. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website accordgarena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ còn 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp mua các bạn sẽ được cầm thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này, đấy. Đây là cái thâu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 4, nick 1 triệu bây giờ chỉ còn 450.000 này đấy. Các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một webshop khác nào nữa đâu. Các webshop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một trận đấu rank đỉnh cao và cầm hai cái te nôm na đang đi đánh đơn ở rank cao thủ cao sao. Thì chúng ta sẽ chơi như thế nào? Và ôi, nó nền cái hai bản đấu thế. Và clip này mình sẽ đối đầu với ESU đi đương. Và chung quy rằng ID Zuka đi rừng, ID đi top và Liliana đi mid. Và đặc biệt thêm một cái thằng Malok support. Thì trận đấu này thì hai Hayate nó sẽ chơi như thế nào? Trước tiên nói đến Hayate thì mình xin phép là một chút các bạn nào có nhu cầu mua Quân Huy các bạn nhé. Chứ các bạn hãy nhắn tin vào số Zalo của mình. Quân Huy này là hàng an toàn, hiện tại chưa có ai đi bán cả. Và hàng này hầu như tỷ lệ bán nó rất là thấp và hiện tại chưa có một ai bán nhé. Mọi người đã mua được hơn 2 tháng rồi mà chưa có một trường hợp nào bị bán. Nếu mua một tháng mà bị bán thì hầu như là không bao giờ bị bán nhé. Cho nên các bạn, đây là một lượng Quân Huy rất là ngon, mình cảm thấy rất ngon, bổ rẻ. Nhưng các bạn nào nhu cầu mua nhắn tin vào số Zalo của mình. Đấy, giờ đầu thì team mình có bát thì các bạn biết rồi. Hayate thì level 3 thì nó như là một con sến luôn, nó yếu như con sến luôn các bạn nhé. Nó không thể làm gì và team mình ăn 4 mạng rồi. Cho nên là chắc chắn yên tâm, đây một trận đầu và bắt buộc chúng ta phải lên gánh team nhiều. Và trước tiên chúng ta muốn chơi Hayate thì chúng ta sẽ phải hiểu Hayate, cái lượng sát thương của Hayate nó đến từ đâu. Chắc chắn rồi, nguồn sát thương của Hayate nó đến từ sát thương chuẩn. Và làm thế nào để zone được sát thương chuẩn to nhất, và khi chúng ta đánh thương kích hoạt cho nó tầm 4 đến 5 lần. Ôi dồi, cái phá này phá thần thánh KS các bạn nhé. Đấy là một phá kỹ năng KS tâm trưởng của Kala, cho nên là cái kỹ năng thì hướng dẫn anh em được. Rồi, mình sẽ nói chuyên sâu với Hayate một chút. Đấy, khi chúng ta đánh thương vào 5 đến 6 lần vào một kỳ trước thì chúng ta sẽ kích hoạt được cái sát thương chuẩn của nó. Và kích hoạt sát thương chuẩn thì cái đám to nhất của nó thì đó chính là chưa 3. Và chưa 3, sóng tiếp theo là chưa 1. Thì nôm na rằng khi kích hoạt nội tải của Hayate thì chưa 1 và chưa 3 là sát thương chủ đạo của Hayate. Vìn vào cái điểm mạnh đấy để chúng ta dồn cái lượng sát thương thật tốt. Khi chúng ta đánh vị tướng nào không có chưa 3 thì bắt buộc sẽ phải đánh thương trước rồi kích hoạt chưa 1. Rồi, còn về cái kỹ năng đi đường thì nó sẽ như nào ạ? Hayate là một vị tướng Zano game farm rất dễ, mình cảm thấy dễ farm hơn bất kỳ, nói chung là top đâu farm dễ. Thì chúng ta sẽ tận dụng vào cái farm thôi. Bởi vì Hayate nó rất tốt khi đối đầu, nói chung là Hayate nó đối đầu không tốt thì những vị tướng tâm xa như Esu này, hoặc là thằng nào Violet các bạn nhé. Đây là một những hai vị tướng khắc chế Hayate tốt. Khắc chế bằng cách nào? Khắc chế bằng cách đè đường đi farm. Rồi, cái farm này nó không cho mình về thì ôi lỡ tay anh em ơi, chết cá bị chửi đâu. Rồi xong nhầm, mình phải chắc nhầm, sao đi. Ôi, cơ mơ rồi kìa. À, chửi tao này, trời ơi, mình nhầm các bạn ạ. Cái phá tỉnh BV một cái mà thằng má lóc nó không cho về thì thôi, mình lại mình phán tiếp, có vấn đề gì đâu, làm được gì nhau nào. Đấy, rồi, tí mình chuẩn bị đánh con bắt này rồi, điền chưa 1 đấy. Khi các bạn dùng chưa 1 thì đồng nghĩa với cái việc các bạn sẽ rỉa máu, dừng lại ở cái việc rỉa máu các bạn nhá. Nếu các bạn dùng chưa 1 đầu tiên, không có ai trong các bắt tổng mà dùng chưa 1 để kích hoạt nội tải lão lên bản thương nhá. Hãy nhớ mình điều đấy. Hãy té các bạn rất dễ nhầm lẫn này. Đấy, các bạn sẽ kích hoạt chưa 1 lấy nội tải chỉ kết hợp dùng với chưa 3 thì chúng ta nên dùng. Còn nếu dùng chưa 1 trong các bắt tổng để kích hoạt nội tải mà lao lên bản thương thì nên bỏ nhá các bạn nhá. Rồi, thằng này là kích hoạt chưa 3 kết tiếp xong. Kỹ năng tăng cảnh thì các bạn ạ. Rồi xanh thôi. Đấy, trận đấu này vô tính xanh thôi. Clip này thì mình sẽ tập trung về cách combat tầm và cách zone sát thương của Hayate để cho các bạn hiểu một lần nữa về Hayate và để các bạn chơi thật tốt. Pha này này, đây các bạn hãy nhìn này, đánh thương 3 4 5 rồi 6 xảy chưa 1. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy là cách zone sát thương khi không có chưa 3 các bạn nhé. Đúng là rằng các bạn hãy nhớ thêm một điều như này này. Khi các bạn đánh những vị tướng cần chiến thì chúng ta sẽ giữ vị trí, dùng chiêu 2 để giữ vị trí nè. Nếu nó rệt thì mình sẽ lui lại.
ta đánh thương. Đó là không phải chiêu bá nhé. Còn nếu các bạn có chiêu bá ấy, thì chúng ta sẽ đánh thương kết hợp chiêu 1 để chúng ta kích hoạt đối tài và nền luôn chiêu bá. Đấy, đấy là cái combat mà hai cái té có chiêu bá nhá. Nhưng nếu không có chiêu bá thì mình khuyến các bạn hãy đánh thương. Đánh thương đi, rồi chiêu 1 là sát thương kết điểu và là sát thương to nhất của hai cái té. Hãy nhớ nhá, chứ không như bạn dùng té chiêu 1, chẳng hạn cái thằng má lốc, các bạn dùng chiêu 1 trước, xong các bạn kích hoạt đặc đồ tài, các bạn đánh thương thì nó rất là chậm, cái lượng sát thương có nhưng nó rất là chậm các bạn nhé. Đấy các bạn thấy này, cần chiến binh luôn đánh thương rất rồi, phiền chiêu 1 này. Đấy anh em thấy chưa, rồi phiền chiêu 3 luôn. Đấy, easy đơn giản chưa. Ủa rồi thằng này bắn sướng à, ui lấy tốc biến không giết được nó luôn, bị đau chứ. Đấy các bạn thấy cách mình zone đam chứ, nó rất là điềm tĩnh và bình tĩnh các bạn nhé. Rồi thằng ai đi rồi, cứu ông, nó còn chưa bá lướt rồi, xong rồi Ali cái búp giáp cho mình cái búp giáp Ali thôi, mình còn chưa bá à, quên, mình còn nó bắn xương đấy, từ chiếu một rồi vô nội tài rồi, cố lên thằng ai thím còn chưa bá thôi. Rồi pha này cân luôn đấy, ôi máy quá anh em ạ. Rồi hiện tại là 4-0 các bạn nhé. Đấy các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy nhá, các bạn hãy nhớ cho mình một cái điều đấy. Hãy giơ té là một vị tướng có mắt tầm mình đánh giá không tốt nhưng nó gây đột biến rất là tốt. À đấy, tại vì sao nhiều người nghe cái câu này rất là khó hiểu. Bởi vì vốn gì đang hay giơ té thực sự đấy mà nó có mắt tầm ấy thì nó giống như một vị tướng thế mạng ấy. Bởi vì vốn gì đang cái chiêu ba của vị tướng này là một vị tướng lao vào. Mà đã lao vào thì sẽ gọi là cảm tử luôn. Đã lao vào gọi là cảm tử. Cho nên mình sẽ đánh giá cao vị tướng này là một vị tướng xa thủ có mắt không tốt. Đây là một vị tướng nó rất mạnh khi có mắt nhỏ lẻ các bạn nhé. Cho nên chúng ta sẽ tận dụng vào cái điểm này để chơi. Đấy, khi chúng ta chơi một vị tướng ra chúng ta sẽ biết hiểu. Ví dụ chúng ta cầm gió thì chúng ta biết à đây một vị tướng có mắt tổng tốt thì nó sẽ có mắt tổng nhiều hơn thay vì đi lẻ. Đấy là một vị tướng chẳng hạn như thằng thốn chẳng hạn. Đấy là một vị tướng nó cơ đồng thì có thể kết hợp có mắt tổng và có mắt di chuyển lẻ tốt. Còn đấy là hay cho té. Là một vị tướng có mắt tổng không tốt nhưng nó có thể gây đột biến cao nhưng hy hữu. Đột biến nhưng hy hữu. Đấy, cái bạn này nói chết rồi. Đột biến nhưng hy hữu là như thế nào? Là nó rất là khó. Ví dụ các bạn miêu phá lá mà chiêu bá mà cấn bá hơn chết ngay lập tức ấy. Thì đó là rất là khó, không phải có mắt nào cũng làm được. Cho nên mình sẽ không khuyến khích các bạn có mắt, mà mình sẽ khuyến khích các bạn hãy thấy có mắt đơn là mục tiêu. Và nó có mắt hai, có mắt bá, có mắt bá đồ đấy. Đấy, thì mình sẽ khuyến khích các bạn ba cái lùi chân hãy thấy là như thế luôn, từ đầu đến cuối game luôn. Trừ khi vào late game bất khả kháng thì nó sẽ phải có mắt tổng. Còn không, mình sẽ hướng tuyến hướng theo một cách hay tay đơn lẻ có mắt nhỏ lẻ. Đấy thì các bạn hãy nhìn cách mình luôn luôn di chuyển, đây là đánh đơn cho nên mình sẽ không phụ thuộc vào sơ chế nhiều để mà có mắt tổng, mà mình sẽ gọi là di chuyển đơn lẻ. Đấy, chỗ nào mà có mắt đơn lẻ thì mình sẽ có mặt ở đấy, còn không thì mình sẽ đi phá và đẩy lẻ các bạn nhé. Hay tay là một vị tướng đẩy lẻ cũng rất là tốt. Đây là một xạ thủ nói để mà nói là nó kiểu thiên hướng vào sát thủ nữa các bạn nhé. Đây là một vị tướng xạ thủ nhưng mà thêm người mất sát thủ nữa, bởi vì các chú thức của nó là áp sát lao vào như các vị tướng xạ thủ. Đấy, cho nên các bạn phải hiểu các vị tướng để chúng ta chơi. Đấy, để chúng ta chơi như thế nào trong cái thế trận rất hợp lý. Chẳng hạn trong trận đấu này mình thấy thằng Malok, Ivy, Zuka, 3 thằng tay ngắn thì mình sẽ pick Hayate rất tốt. Bởi vì sao? Hayate là một vị tướng đối đầu với sát thủ này, đấu sĩ và tánh cơ tốt nhất trong tất cả các loại xạ thủ các bạn nhé. Hãy nhớ mình xạ thủ nhé, xạ thủ tốt nhất trong các xạ thủ. Cho nên khi nào pick hay tay, khi team địch có hai có ba vị tướng tay ngắn nhớ này, tay ngắn đấy, tay ngắn thì chúng ta sẽ pick hay tay và tăng cơ đấu sĩ nhiều thì chúng ta sẽ pick hay tay các bạn nhé. Chứ ví dụ một trận đấu mà có nhiều tay dài quá thì nó tập hay tay nó rất là phế. Chẳng hạn hôm nay như thằng Esu để mà nó bắt thằng Esu nó khó lắm, trừ những trường hợp hí hiểu bắt được. Đây ID này mình apply nó luôn này. Rồi cái gì lao vào đây, mi lao vào đây tổng cân ba luôn đấy, dẫn ba cái thằng tay ngắn đập chết luôn nhé. Cái tham đâu lên hơi lủng thủng một chút các bạn ạ. Để pha hơi lên đường đấy, cái thằng này đây đấy, từ bình tĩnh đấy rồi thằng má lốc các bạn nhá. Đấy kiểu này đấy, từ bản thường rồi chứa một đấy các bạn có hàng luôn đấy, đơn giản đấy các bạn. Cho nên là các bạn thấy chưa, đâu game dư mình không hề tham gia có mặt tổng nhá. Đấy cho các bạn hiểu cái clip này mình muốn truyền đạt các bạn những gì. Thứ nhất là về cách đi đường hay té. Hay té khi gặp vào một cái kèo khó thì mình khuyến các bạn phải tập trung khám cho mình. Hay té khi nó đạt được cái tốc độ đánh. Đây là một vị tướng không cần phải lên đôi xuyên giáp nhá. Một vị tướng duy nhất trong cái thế giới liên quân mobile này là top những vị tướng không cần phải lên xuyên giáp mà có cái lượng đam rất to. Đây Esu này các bạn này. Esu bắt khổ lắm, bắt thằng này khổ lắm anh em ạ. Khổ lắm.
Cho nên để các bạn biết chưa, bắt Jesus là mình không không có hy vọng bắt Jesus đâu, mà mình sẽ hy vọng là áo nháy thằng Ivy này, áo nháy thằng Maloc và áo nháy thêm thằng Zuka. Các bạn xem này, xem pha này áo nháy bình tĩnh này, chưa một trùng lên đội tài này, chưa một trùng rồi vẫn chưa rồi, ok đội tài đó, lao lên áo nháy đi luôn. Thằng Ivy này lao lên đi, tao áo nháy ui trời ơi, cái thằng này các bạn xem áo nháy này, rồi được rồi, xong rồi, tốc trùng rồi, bắn sướng, bắt kêu đó về con Maloc thì chưa ba đang hoạt động vẫn nổ đệt kìa. Máy của thằng Alice được cứu chứ không đâu, không áo nháy nổi luôn anh em ạ. Cái phá không áo nháy nổi luôn. Cái gì? Rồi ok. Đấy, các bạn thấy chứ, xuyên suốt cả một trận đấu nhưng mình không có mắt tổng nhá. Đấy, cho nên là hy vọng các bạn chữ pick hay giới tế thì các bạn sẽ hiểu được cái vị tưởng đấy để chúng ta chơi như thế nào cho phù hợp. Chứ không các bạn nhiều khi là thật chứ, nhiều người đã có lầm tưởng gom vẫn chưa hiểu từng vị tưởng một, các bạn ở gom đang đến vị tưởng xạ thủ những cái phám đấy tiếng có bắt tổng như vậy nó không hay. Đấy, chơi hay giới tế thì các bạn bắt buộc phải có bắt tâm giữa game, các bạn phải có lợi thế thôi. Các bạn sẽ phải đi lẻ hoặc bề một đường, hoặc các bạn sẽ phải đi bắt lẻ nữa cơ các bạn nhé. Đấy, là phải chơi như thế thôi khi mình pick hay giới tế. Còn các bạn pick hay giới tế để có bắt tổng lên kiếm thì không, đừng pick, các bạn đừng bao giờ pick hay giới tế các bạn nhé. Nếu các bạn pick hay giới tế mà chơi lên ở cái gì đấy, tao bản thương tao nền như một cái chết đó này các bạn này. Trời ơi, thằng Maloc để các bạn được chưa? Đấy là một vị tướng cầu rìu, là thả rìu và là tím thì không thì là cái gì mà đương giới tím mình kia, ôi không ai đây thủ vào rồi. Toán là máy dùng à, ok ngon quá, thôi rồi đầy quải dưới cáo này các bạn ơi, quải dưới cáo nào. Đấy, mình luôn luôn đi bắt lẻ mà, cho nên di chuyển đơn lẻ này, bắt lẻ này, không biết có thằng nào. Đấy, nha các bạn nha, đây là đánh đơn, cho nên các bạn đừng bao giờ phụ thuộc, bắt buộc con sp phải đi theo các bạn. Các bạn đừng bao giờ bắt buộc con sp phải đi theo các bạn để làm gì cả. Mà các bạn sẽ phải từ lực hành sinh, đây, là lên, đấy, hổ báo luôn. Chưa bác, kịp không? Đủ đã. Rồi, ok, ngon lành. Đấy, các bạn bắt lẻ nhá, thậm chí thằng này mình giết nó luôn. Đấy, rất là từ tí. Đấy, luôn luôn di chuyển đơn lẻ, chứ không đi theo tím nào. Đấy. Hy vọng các bạn nhìn vào cái clip này để có thể là có một cái nhìn mới mẻ về tình huống hay giới tế. Khi các bạn pick xạ thủ hay giới tế thì hy vọng các bạn phải hiểu được nó sẽ chơi như thế nào trong trận đấu này, chứ đừng hy vọng pick hay giới tế thôi. Ôi pick cho mình con Alip cover mình với, pick for mình con Alip té cover mình với thì toàn nhá. Đây là một vị tướng xạ thủ mà hoạt động đơn lập rất là tốt đấy, cho nên các bạn hãy biết thế nào nên pick hay giới tế nhá. Đấy, clip này thì các bạn đã hiểu thế nào pick hay giới tế thôi, cho nên mình sẽ tạm dừng clip đấy và xin mời các bạn hãy có những siêu phẩm ở phía sau này. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau, và xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và tất cả bạn đến mà yêu, bye bye. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave. Had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down fate. You won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They're